Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù số 1. Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho thấy 54% người Mỹ xem Trung Quốc là quốc gia đặt ra thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Nga hiện đứng thứ hai với tỷ lệ 22%. Đây là kết quả của khảo sát của CSIS có trụ sở thủ đô Washington được công bố vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 trong bản báo cáo có tựa đề Định hình tương lai chính sách của Mỹ với Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình phần giới thiệu về khảo sát với công chúng Mỹ trong báo cáo Định hình tương lai chính sách của Mỹ với Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, viết tắt là ISCS. Cuộc khảo sát được thực hiện vào hồi tháng 8 với 1.000 người thuộc công chúng Mỹ và 440 chuyên gia về an ninh quốc gia và các lĩnh vực khác từ các doanh nghiệp, cộng đồng học thuật, nhân quyền và an ninh tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Khảo sát cũng cho biết 84%, tức là khoảng 4/5 các chuyên gia tin rằng hiện tại Mỹ có thể chiến thắng một cuộc chiến với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khi được hỏi là ai sẽ dẫn đầu trong một thập niên nữa, thì chỉ có 56% các chuyên gia tin rằng Hoa Kỳ thắng thế trong 10 năm nữa. Bởi Trung Quốc đã và đang mở rộng nhanh chóng quy mô của lực lượng vũ trang, mặc dù Mỹ vẫn vượt xa hầu hết ở nhiều lĩnh vực. Khảo sát cũng cho biết, nhiều người ở châu Á tin vào sự chiến thắng của quân đội Hoa Kỳ trước Trung Quốc nếu có bất kỳ cuộc xung đột nào, nhưng hầu hết đều nhìn nhận cho rằng ít có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. Về chính sách kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, nhiều người khuyến nghị nên giao thương có chọn lọc với Trung Quốc và không nên theo chiến lược tách rời kinh tế của chính quyền Trump. Đây là hình ảnh bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Viện CSIS. Và hơn 2/3 chuyên gia của Hoa Kỳ, châu Á và châu Âu ủng hộ việc cấm Huawei và các công ty Trung Quốc khác khỏi thị trường 5G, nhưng cũng có một số quan tâm việc tiếp tục buôn bán các linh kiện viễn thông với Trung Quốc. Kết quả của khảo sát cho thấy 71% các chuyên gia Mỹ và 42% công dân Mỹ tin rằng việc chính quyền Trump dựa vào các việc đưa ra các đe dọa, thuế quan và công cụ khác để đáp trả các chính sách kinh tế của Trung Quốc đã làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của Mỹ, mà không đem đến thay đổi tích cực ở Trung Quốc. Khi được hỏi cách tốt nhất để chống lại Trung Quốc như một mối đe dọa an ninh quốc gia, 4/5 các chuyên gia Mỹ, 3/4 các chuyên gia nước ngoài và 45% công chúng Mỹ cho biết họ tin rằng hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng là cách tiếp cận tốt nhất. Điều này trái ngược với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương và ưu tiên các chính sách nước Mỹ trên hết. Cũng theo khảo sát này, 61% các chuyên gia, các nhà lãnh đạo tư tưởng ở châu Á và châu Âu nói rằng Biden sẽ có vị trí tốt hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Đặc biệt, cuộc khảo sát cũng cho thấy sự ủng hộ tương đối mạnh mẽ của công chúng Mỹ đối với việc bảo vệ các đối tác của Washington trong khu vực, bao gồm Đài Loan, trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và gần đây cũng đã tăng cường các hoạt động quân sự gần hòn đảo này. Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại CSIS cho biết, ngày càng có nhiều lo ngại của Mỹ về Trung Quốc và những thách thức từ Trung Quốc, trong khi sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Đài Loan ngày càng tăng. Giới chức Hoa Kỳ đã từng nhiều lần tố cáo Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của siêu cường thế giới này. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Chuck Wolf. Mới đây, nhân dịp công bố bản báo cáo Bộ An ninh Nội địa, quyền Bộ trưởng Chuck Wolf có trả lời phỏng vấn kênh CBS News vào hôm 5 tháng 10 năm 2020. Ông nhấn mạnh là đối với an ninh nội địa người Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược quan trọng nhất về dài hạn và lối sống Mỹ thực sự bị Trung Quốc đe dọa. Và trong hiện tại, gián điệp mạng và tấn công tin học là các điểm đáng lo ngại nhất, cùng với nạn y tế giả mạo. Riêng trong đợt viêm phổi Vũ Hán đã có hơn 1 triệu bộ xét nghiệm COVID do Trung Quốc sản xuất bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ cấm sử dụng. 75.000 khẩu trang giả đã bị tịch thu. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là Bắc Kinh lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng y tế để gây áp lực buộc chính phủ Mỹ phải đưa ra các chính sách có lợi cho Trung Quốc. Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, vào hồi tháng 9 đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu trật tự thế giới và coi Bắc Kinh là mối đe dọa chiến lược. Còn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng trong tháng 9 vừa qua đã tuyên bố không phải Nga mà Trung Quốc mới là thế lực nước ngoài gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo cho biết ưu tiên lớn nhất của chính quyền Donald Trump là giúp người Mỹ hiểu mối đe dọa Trung Quốc
gây ra đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh Trung Quốc đang xây dựng quân đội của họ xâm nhập vào Mỹ theo những cách mà Nga không làm trước đây. Sức mạnh kinh tế của họ đã được sử dụng thông qua các doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp của các công ty để phá hủy hàng chục nghìn việc làm trên khắp nước Mỹ. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm, Tổng thống Trump sẽ không cho phép điều này tiếp tục xảy ra. Chúng ta hiện đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ virus Vũ Hán, thứ mà lẽ ra Trung Quốc đã có cơ hội làm chậm lại, ngăn chặn nó hoặc cho thế giới biết điều gì đang diễn ra. Thay vì tiết lộ đầy đủ thông tin cho chúng ta, họ lại đi che đậy. Điều này khiến hàng nghìn người thiệt mạng cùng với tổn thất hàng tỷ đô la tại Mỹ và trên toàn thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang nỗ lực đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại tại Mỹ. Cũng vào hồi tháng 7, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ. Ông cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách vượt Mỹ để trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới bằng một chiến dịch đánh cắp và gây ảnh hưởng. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Scott Morrison tại Nhà Trắng vào hôm 20 tháng 9 năm 2019. Tổng thống Trump tại lễ tiếp đón Thủ tướng Úc Scott Morrison tại Nhà Trắng vào hôm 20 tháng 9 từng cáo buộc Trung Quốc là mối đe dọa với thế giới vì nước này đang phát triển lực lượng quân sự với tốc độ nhanh chóng. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley vào năm 2019 cũng đã cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa chính với Washington trong 50-100 năm nữa sau khi Bắc Kinh học được nhiều bài học từ các cuộc chiến của quân đội Mỹ. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào ngày 11 tháng 7, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark Milley đã nhấn mạnh Trung Quốc sẽ là mối đe dọa chính cho quân đội Mỹ trong khoảng 100 năm tới. Lý do là ông Milley đã đưa ra tuyên bố trên là vì Trung Quốc đã nghiên cứu và thu thập cách chiến đấu chống Mỹ hiệu quả qua việc quan sát các cuộc chiến mà Washington tham gia tại Trung Đông trong những năm vừa qua. Tướng Whitley đã nói, Trung Quốc học hỏi từ chúng ta, họ theo dõi chúng ta rất kỹ từ chiến tranh vùng vịnh lần 1, từ năm 1990 đến năm 1991, đến chiến tranh vùng vịnh lần 2 và chiến tranh Iraq vào năm 2003. Họ quan sát năng lực của chúng ta và bắt chước theo bằng nhiều cách. Họ đã áp dụng nhiều học thuyết và cách tổ chức của chúng ta. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã nhận định Trung Quốc cũng đang cải thiện năng lực quân đội rất nhanh từ các khu vực tác chiến truyền thống như trên bộ, trên không và trên biển cho đến các lĩnh vực như không gian vũ trụ và không gian mạng. Khảo sát của CSIS không phải là khảo sát duy nhất cho thấy thế giới ngày càng mất dần thiện cảm với Trung Quốc. Đây là hình ảnh kết quả của khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew về quan điểm của công dân 14 quốc gia về Trung Quốc công bố vào hồi đầu tháng 10 vừa qua. Trước đó, theo một khảo sát gần đây do Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Hoa Kỳ thực hiện, quan điểm tiêu cực về Trung Quốc đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua tại 9 trên tổng số 14 quốc gia đã được khảo sát. Trong số 9 nước này, Thụy Điển có tỷ lệ phần trăm quan điểm bất lợi cho Trung Quốc cao nhất với tỷ lệ là 85%. Tiếp theo đó là Úc 81%, Hàn Quốc 75%, Vương quốc Anh 74%, Hoa Kỳ 73%, Canada 73%, Hà Lan 73%, Đức 71% và Tây Ban Nha 63%. Pew cũng đã thăm dò ý kiến của 14.276 người trưởng thành ở 14 quốc gia từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 8 năm nay và công bố phát hiện của mình vào ngày 6 tháng 10 vừa qua. Trong số tất cả các quốc gia được khảo sát, Nhật Bản có tỷ lệ người được hỏi có quan điểm tiêu cực với Trung Quốc cao nhất, tức là ở mức 86%, mặc dù đó không phải là mức cao lịch sử đối với quốc gia châu Á này. Trong khi đó, quan điểm tiêu cực đối với Trung Quốc tại Úc cũng có bước nhảy vọt lớn, tăng tới 24% so với một năm trước đó. Cùng với đó, quan điểm tiêu cực về Trung Quốc tại Hoa Kỳ cũng tăng 13% so với năm ngoái, và tỷ lệ này đã tăng lên 20% kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào năm 2017. Pew cũng khảo sát quan điểm của nhiều người dân về cách Trung Quốc đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra. Loại virus này có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung của Trung Quốc, đã bắt đầu lây lan cho hơn 7,5 triệu người và gây ra cái chết cho hơn 211.900 người ở Hoa Kỳ, và con số này tăng lên mỗi ngày. Theo cuộc khảo sát của Pew, trung bình có 61% số người được hỏi cho biết Trung Quốc đã làm rất tệ trong việc xử lý ổ dịch. Ba quốc gia khác có quan điểm chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với phản ứng đại dịch của Trung Quốc đều ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đó là Nhật Bản và Hàn Quốc, đều ở mức 79% và Úc 73%.
Trong khi đó, 64% số người được hỏi ở Hoa Kỳ thì cho biết Trung Quốc đã phản ứng tệ trong đại dịch, cao hơn 3% so với tỷ lệ ở Canada. Đan Mạch cũng dẫn đầu các quốc gia châu Âu có đánh giá tiêu cực nhất về phản ứng đại dịch của Trung Quốc với mức 72%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 với bản tin Người Mỹ đã coi Trung Quốc là kẻ thù số 1. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.